AFK Mobi. Vào ngay đi chờ gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghĩ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay thì 63 sẽ giới thiệu anh em một con game mobile nhập vai chiến thuật kết hợp với thẻ tướng có tên gọi là Chiến Vương Tam Quốc. Đây là một con game mình đánh giá rất là đáng để anh em thử trải nghiệm, bởi vì mình cũng đã chơi thử qua rồi. Thế nên hôm nay mình sẽ làm một cái video chơi và giới thiệu cho anh em luôn về cái con Chiến Vương Tam Quốc này nhá. Con game này thì đang trong giai đoạn alpha test kéo dài từ ngày mùng 4 tháng 10 cho đến ngày mùng 10 tháng 10. Như vậy là anh em sẽ có khoảng một tuần để trải nghiệm con game này. Và trong cái đợt alpha test này anh em có thể nhận được các cái phần gói quà để trải nghiệm rất là thoải mái, cũng như là anh em có thể nạp thẻ để được hoàn trả trong phiên bản chính thức. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào game và trải nghiệm nhé. Anh em có thể tải con game này trên Google Play hoặc App Store nha. Con Chiến Vương Tam Quốc này được nhà hành Mi Game phát hành tại Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ vào game này. Nghe tên gọi là anh em đã biết là game nó về cái đề tài gì rồi. Đó là về đề tài Tam Quốc. Thật ra thì game Tam Quốc quá là nhiều rồi. Anh em nói chung là một tháng mình nghĩ là cũng phải vài con game Tam Quốc phát hành tại Việt Nam á. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn hình tượng này, tức là ở trong con game này anh em sẽ vào vai một vị chủ tướng. Anh em có thể đi chiêu mộ các cái võ tướng thời Tam Quốc và chiến đấu mở rộng lãnh thổ kiểu như vậy. Ở đây thì mình sẽ tạo nhân vật nhá. Đây, nhìn có vẻ đẹp trai này, 63. Đấy, mình sẽ chọn. Các bạn sẽ có hai hình tượng là hai nam hai nữ, tùy các bạn thôi. Cái này nó cũng không quá quan trọng đâu anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ vào game này. Đây, chúng ta có Viên Thiệu, có Công Thành này. Đó, thấy là đồ họa kiểu dạng 2,5D, nhìn hiệu ứng cũng khá là hoành tráng. Đồng Trác này, Viên Thiệu, đấy, sói bạc luôn. Như vậy là cái nội dung của cái con Chiến Vương Tam Quốc này thì nó cũng xoay quanh Tam Quốc thôi. Đây, chúng ta có Lữ Bố này. Đây là cái đoạn mà đánh Đồng Trác. Đây, chúng ta sẽ có Lữ Bố này. Điêu Thuyền luôn, có cả Điêu Thuyền luôn. Điêu Thuyền này. Thật ra thì hình tượng Điêu Thuyền ở game này mình thấy là khá là mạnh mẽ, kiểu như là chiến tướng thay vì là sexy như những cái con game khác. Đây, bạn thấy Điêu Thuyền này. Rồi chúng ta sẽ có cái đoạn là Tam Anh Chiến Lữ Bố này, có Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị. Đó. Và chúng ta sẽ có lẽ là vào chiến đấu đi. Đây. Rồi, anh em để thấy là lúc mà vào chiến đấu thì nó sẽ là hoạt cảnh 2D, màn hình ngang, và nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu nha anh em nhá. Hiệu ứng chiến đấu của nhân vật nhìn có vẻ khá là đẹp. Đó, cũng hoành tráng, không quá là rực rỡ màu mè thôi, nhưng mà cũng trông cũng tạm được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Đây là phần cốt truyện giới thiệu. Và đây anh em sẽ được làm chủ một cái mình chiếm thành ấy. Mình sẽ bắt đầu từ một cái thành nhỏ, sau đó thì anh em sẽ xây dựng dần lên. Rồi ở đây thì chúng ta có tính năng chiêu mộ. Như mình đã nói ngay từ đầu video ấy, thì cái con Chiến Vương Tam Quốc này là một thể loại làm nhập vai, thẻ tướng, chiến thuật. Đó, nó kết hợp hai loại là chiến thuật và thẻ tướng. Thì đây là cái yếu tố chiêu mộ, là chiêu mộ thẻ tướng đấy. Anh em để ở đây thì anh em có thể chiêu mộ ra các tướng mình mong muốn này. Ví dụ như ở đây mình quay được Trúc Dung. Rồi chúng ta sẽ vào đây cho tướng ra trận. Đó. Mình thấy là mỗi võ tướng thì sẽ điều khiển các binh chủng khác nhau. Mình chưa biết là có bao nhiêu, tất cả bao nhiêu binh chủng thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau ấy. Nhưng mà mình thấy đây, anh em thấy là ngoài việc mỗi võ tướng ấy sẽ điều khiển một đám binh chủng luôn. Ở đây mình thấy có kỵ binh này, có cung binh này, không biết là còn gì nữa không, nhưng mà đấy, tức là cái chiến trường của game trông nó rất là đông, nhìn nó sướng. Chứ nếu mà như một số con game thẻ tướng thuần ấy thì là chỉ có tướng không thôi, thì số lượng nhân vật nó xuất hiện trên bản đồ thì nó không lột tả được cái không khí chiến trường ấy, kiểu như vậy. Rồi chúng ta sẽ vào thành chính này. Ở trong thành chính này thì trả lời này mình sẽ trả lời bừa đi nhá. Đây, trong thành chính này các bạn có thể xây dựng các công trình, phát triển tài nguyên. Cái này anh em nào mà chơi thể loại chiến thuật xây dựng là cũng biết rồi. Đây, chúng ta sẽ xây dựng thao trường này. Ở đây mình thấy là có rất là nhiều công trình nhá, những công trình thiên về lấy tài nguyên như kiểu là xưởng gỗ, xưởng đá này, rồi các công trình thiên về xây dựng quân đội như kiểu binh doanh, thao trường, rồi có những cái công trình thiên về buôn bán rồi nâng cấp như là chợ này, tiệm thần bí này, khí giới doanh, phủ học vấn đây, rồi có đây phủ thành chủ tức là nhà chính đấy, anh em sẽ phải nâng cấp lên. Đấy, sau này anh em có thể nâng cấp và tiến bậc các cái công trình của mình lên. Sau đó chúng ta sẽ đi chiêu binh. Tại vì là anh em có quân đội mà, các bạn phải chiêu binh thì mới có lính mà đi chiến đấu. Đấy. Được tạo thêm Mạnh Hoạch này. Và sẽ vào phần xếp trận và cho vào đây. Ở đây mình thấy là một tổ đội sẽ là 6 tướng. Và tối đa anh em có thể xây dựng được 5 tổ đội. Tại sao có thể xây dựng nhiều tổ đội? Bởi vì là sẽ có những... Bạn nào mà chơi game chiến thuật công thành nhiều thì biết rồi, là chúng ta có thể điều khiển nhiều cái tổ đội đi chiến đấu cùng một lúc. Đấy, một đội đánh điểm A, một đội đánh điểm B, một đội đánh điểm C, kiểu kiểu như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ đây. Đây, ví dụ như mình đi điều khiển đi tấn công này, anh em thấy không? Thưa mình hiện tại mình chỉ có một tổ đội thôi, mình sẽ cử đi tiến công này. Đấy, và sẽ đi chiến đấu này. Cũng có thể mình sẽ đi tấn công các cái tài nguyên khác chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì đó là lý do mà anh em có thể xây dựng nhiều tổ đội. Và các bạn sẽ phải chiêu mộ tướng rất là nhiều. Ở đây phần tướng này, tướng này thì anh em có thể nâng cấp nhá, ví dụ như là tăng cấp này. Đấy, các bạn hãy tăng cấp này, rồi tăng sao, có mảnh tướng thì có thể tăng sao cho tướng. Rồi tăng cấp kỹ năng. Các bạn tăng sao lên thì mở khóa thêm kỹ năng nhá. Bao gồm kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động á. Và khi các bạn đi chiến đấu này thì nó sẽ hao hụt cái binh lính của bạn. Chiến tranh mà, phải chắc chắn là sẽ có thương vong rồi. Và các bạn sẽ phải... Sau mà khi mà chiêu binh ở trong thành thì anh em có thể có bổ sung thêm binh lính để đi chiến đấu tiếp. Đó, chúng ta sẽ đi chiến đấu tiếp. Cái này thì thật ra thì mình thấy là lối chơi của con Chiến Vương Tam Quốc này nó cũng khá là quen thuộc thôi. Nó cũng không quá phức tạp. Cũng được, chơi khá là dễ, tức là không quá đánh đố người chơi. Đây, chúng ta có thêm một nhân vật là Thái Văn Cơ này. Nhận thưởng toàn bộ. Đó, chúng ta ban đầu sẽ đi làm nhiệm vụ cốt truyện để lên cấp nhá, kiểu kiểu như thế. Rồi, chúng ta sẽ có hệ thống phó bản. Tức là ngoài cái lối chơi thông thường thì anh em có thể đi đánh phó bản. Ở đây chúng ta sẽ có phần khắc chớ này. Ở đây thì mình thấy là sẽ có các binh chủng như kiểu là cái khiên này chắc là... Cái khiên này, cái đao binh này. Rồi kỵ binh này, ba cái này khác chế lẫn nhau. Rồi chúng ta sẽ có mưu sĩ và cung binh khác chế lẫn nhau. Và ngoài ra sẽ có thêm một cái nữa là như kiểu cái máy bắn đá và tòa thành nó khác chế lẫn nhau. Đấy, nhưng mà đại loại thì chúng ta sẽ có khoảng 5 đến 7 cái sự khắc chế. Đấy, các bạn để ý nhá. Thì tí nữa thì mình vào phần tướng thì mình sẽ tìm hiểu sau á. Đây, cái này thì các bạn sẽ tăng tốc nhá. Và một cái rất hay là anh em phải bỏ qua nhanh luôn. Tức là game này nó sẽ không chú trọng vào việc là các bạn chiến đấu như thế nào đâu. Quan trọng là anh em sẽ phải chiêu mộ tướng rồi nâng cấp tướng này nọ thôi. Đấy, kiểu như vậy. Như mình đã nói thì trong cái bản Alpha Test lần này thì con Chiến Vương Tam Quốc này sẽ tặng cho anh em các phần quà nhé. Là các cái gói quà để anh em quay tướng. Đó, các bạn hãy vào quay tướng và xây dựng tướng nó rất là dễ dàng, trải nghiệm nó dễ dàng hơn. Rồi các cái sự kiện đăng nhập 7 ngày các thứ này nọ này thì anh em thể chiêu mộ. Ở đây thì phần chiêu mộ thì các bạn có chiêu mộ tân thủ, chiêu mộ cầu nguyện và chiêu mộ thường. Thường thì để tỷ lệ ngon nhất thì anh em sẽ chiêu mộ cầu nguyện cho mình và nó sẽ mất mấy cái tấm vé này, hoặc là các bạn để bỏ cái nguyên bảo ra quay. Bây giờ thì mình sẽ quay đi tướng nhá. Quay thử xem nhân phẩm nha. Thật ra thì game thẻ tướng là mình khoái nhất là cái phần quay tướng này. Được tướng hạng S. Đây, từ từ để tôi xem. À đây. Ồ, có vẻ như là tướng cao nhất trong game này là tướng đỏ, tướng SS anh em nhá. Sau đó tướng S, rồi cứ giảm dần. Xem được con tướng đỏ không nào. Được một tướng đỏ luôn này, Lưu Bị. Ui, ngon. Ui, được Lưu Bị luôn anh em ạ. Tỷ lệ ra tướng khá là cao nhỉ. Tướng S này, tướng S cũng được. Đấy, các bạn hãy quay các bộ tướng nhá. Được tướng SS, Đại Kiều luôn này. Ngon. Ồ, mình thấy tỷ lệ quay ra tướng đỏ rất là cao nha. Thế là cao rồi, quay 2-3 lần nữa ra rồi này. Rồi, chúng đã hết rồi. Đây, các bạn thể có thể tăng cái tỷ lệ nhận tướng này, như kiểu là mình muốn được Quan Vũ chẳng hạn, rồi một số tướng khác. Rồi mình cứ chọn bừa đi. Đây là phần tướng này. Rồi. Đấy thì các bạn có thể nhận quà nhé. Và sau khi có tướng thì anh em sẽ sắp xếp vào đội hình. Đây, tướng đây. À đây. À đây, đây. Sẽ có 5 loại binh chủng chính, đó là bộ binh này, kỵ binh này, cung binh và thuẫn binh, thuật sĩ. Đấy, những cái binh chủng này sẽ tương khắc lẫn nhau, và các bạn sau khi có tướng anh em có thể tăng cấp. Tiến bậc, là các bạn thu thập nguyên liệu, trang bị và tiến bậc lên. Đấy, Lưu Bị sang Lưu Bị cộng 1 và cộng thêm chỉ số. Rồi chúng ta có Đại Kiều này. Đấy, các bạn sẽ cố gắng kiếm được bộ tướng đỏ nhá. Và đừng quên đi làm nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ đi... À, nó bảo chiêu mộ tân thủ. Quay 10 lần này. Cái tỷ lệ chiêu mộ quân thủ thì ra tướng đỏ rất là thấp anh em nhé. Chủ yếu là tướng... Cùng là tướng vàng thôi thì phải. Đấy, lưu biểu các thứ. Đây, chúng ta sẽ có... Đây xem nào. Đây chúng ta sẽ vào phần đội hình ở đâu nhá. Sắp xếp đội hình. Không phải cái này. Thôi được rồi, chúng ta sẽ... À đây có phần đội, chữ đội này. Các bạn sẽ xếp trận nhá. Ở đây mình có thể ấn chữ xếp nhanh này. Nó sẽ tự động xếp những cái tướng mà có tư chất ngon cho mình. Đấy, các bạn có thể bổ sung thêm kỵ binh này. Đấy, và lưu ý nữa là game này thì sẽ có phần gọi là tình duyên của nhân vật. Các cái tướng cùng tình duyên thì sẽ kích hoạt thêm chỉ số cho anh em. Đấy, ví dụ như mình đang có Trúc Dung và Mạnh Hoạch ra trận cùng duyên, nó sẽ kích hoạt lên cái hiệu ứng là 5 trung bá chủ này. Đó, cộng thêm 20% tỷ lệ gây hiệu ứng thiêu đốt. Đấy, đấy, đấy. Thì đây là cái phần tình duyên nhá, anh em lưu ý. Và để ý nhất là cái phần khắc chế này. Có thể đổi binh, đổi tướng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi chiến đấu nha. Đây, mình sẽ đi làm nhiệm vụ này. Chúng ta nó bảo đi vượt phụ bản 1/5. Đây, mình sẽ xếp nhanh đội hình và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Đấy. Mình sẽ xem Lưu Bị của mình chiến đấu nhá. Đấy, mình có Lưu Bị và Đại Kiều. Hiện tại là mình có tướng nào thì mình chơi tướng đấy thôi. Vì bản alpha test mỗi ngày sẽ được tặng rất nhiều kim nguyên bảo, anh em cứ thế thoải mái mà chơi nhá. Game sẽ tặng anh em rất nhiều kim nguyên bảo để test các tính năng. Mình thấy rất là ok luôn. Đấy, anh em sẽ không phải mất công cày cuốc các thứ quá nhiều để vẫn có thể làm được nhiệm vụ ấy. Thì rất là ok luôn. Thì anh em có thể gọi là trải nghiệm. Rồi, chúng ta đánh tiếp tục này. Đấy, vì anh em nhanh chân nhé, tải con game này trên Google Play và App Store. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để anh em có thể đọc thêm thông tin cũng như tải game cho nó dễ. Hoặc là các bạn tự lên Google Play App Store đánh chữ Chiến Vương Tam Quốc ấy, là sẽ ra. Đấy, muốn nhanh thì anh em có thể bỏ qua cũng được nhá. Đấy, nếu mà lười quan sát thì anh em có thể bỏ qua nhanh cũng được. Rồi, nhận thưởng này. Đấy, 3 võ tướng đặt đến cấp 4. Đấy, mình sẽ đi nâng cấp level cho tướng. Tăng cấp kỹ năng này, rồi tăng sao. Tiến bậc đầy đủ luôn. Đấy, nhận thưởng lên. Rồi anh em ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ cho mình. Ví dụ như nó bảo đi nâng cấp này. Đấy. À, ở những cái cấp độ ban đầu thì anh em để xây dựng miễn phí, bỏ kim nguyên bảo xây dựng miễn phí luôn và nó sẽ lên cấp ngay ấy. Đấy, mình sẽ nâng cấp miễn phí như thế này. Đây chỉ là những giai đoạn đầu nhá, còn những cái level sau ấy, đây các bạn sẽ mất nguyên bảo hoặc là các bạn sẽ phải có thời gian để mất thời gian để tăng cấp ấy. Cái này thì đặc trưng của dòng game xây thành rồi. Rồi, nâng cấp lên này. Đấy, được miễn phí thì anh em cứ nâng miễn phí, và căn bản là đang được rất là nhiều nguyên bảo ấy, tha hồ mà trải nghiệm thì anh em cứ trải nghiệm thôi. Cứ thế mà nâng cấp lên thôi. Xây dựng và nâng cấp thôi. Đấy, sẽ nâng cấp các cái công trình của mình lên. Rồi chúng ta sẽ đi chiến đấu này. Chúng ta sẽ có các bộ lạc như này và các bạn có thể đi tìm kiếm và chiến đấu. Cử đội hình của mình đi tấn công. Đó. Đấy, con game này chơi mình nghĩ là khá là thú vị đấy. Sau này thì các bạn sẽ có thêm các tính năng như kiểu là giải đấu, du ký, rồi trùng sinh. Tất nhiên là sẽ có hệ thống phó bản này, rồi chiến trường. đầy đủ luôn thì để có anh em có thể tham gia ấy. Nhận thưởng. Rồi chúng ta sẽ đi trị liệu binh sĩ này. À, các bạn thể trị liệu binh sĩ của mình. Tức là có những binh sĩ bị chấn thương thì anh em có thể đi trị liệu chẳng hạn. Tiếp tục. Đã lên level 6 rồi. Thật ra mình nếu mà bản test này thì mình khóa nhất là sẽ tí nữa mình sẽ đi quay tướng ấy. Đấy. Rồi chúng ta có các sự kiện ưu đãi hàng ngày này, các sự kiện trong game đó, quà online các thứ này nọ. Đấy, rất là nhiều phần quà. Chung là mình thấy là cái con Chiến Vương Tam Quốc này rất là có tiềm năng nha, rất là có tiềm năng đấy. Chơi nó cũng khá là bánh cuốn, phải nói là như vậy. Rồi quà cấp này. Đấy, được thưởng tướng S, nhưng mà mục tiêu của chúng ta sẽ là những tướng đỏ nhá. Chia mộ thường, tỷ lệ chia mộ thường thì sẽ rất là thấp. Ở đây thì mình không thấy có phần tỷ lệ nên mình không biết được, nó không ghi rõ tỷ lệ ấy. Nhưng mà mình thấy là cái tỷ lệ được tướng đỏ rất là cao luôn nhá. À, chúng ta sẽ phải mua phiếu rồi anh em ạ. Tức là không mua trực tiếp bằng kim nguyên bảo được à? Mình có kim nguyên bảo nhưng mà mình sẽ không mua được. À, cái vé chiêu mộ này thì nó sẽ cần kim phiếu. À, mình tức là nhà hành tặng kim nguyên bảo thôi chứ không tặng kim phiếu. Kim phiếu mới có thể quay tướng được. Ok, như vậy là chúng ta sẽ được những cái đầu thôi. Ra thế. Rồi chúng ta sẽ có phần VIP này. Cấp VIP cao nhất sẽ là cấp VIP số 15. Đấy, anh em sẽ có 15 cấp VIP. Ở đây phần nạp nhá. Như vậy là kim nguyên bảo rồi là cả kim phiếu. Kim phiếu mới để quay tướng được anh em ạ. Kim phiếu là tiền để tiền nạp game á. Còn kim nguyên bảo là cái này thì các bạn có thể đổi từ kim phiếu ra làm cái đơn vị tiền tệ trong game. Tức là mình cứ tưởng là cái kim nguyên bảo này là tiền nạp vào để anh em có thể quay tướng ấy. Hóa ra là như vậy. Thôi nói chung là đấy, giai đoạn ban đầu thì anh em nên gọi là có tướng nào thì chơi tướng đấy thôi. Đấy, các bạn sẽ ưu tiên nâng cấp những cái tướng như thế này. Chúng ta sẽ có cái binh chủng như thế này và các bạn sẽ nâng cấp lên. Mình sẽ tăng cấp nhan lương này, tiến bập. Đó, tăng cấp kỹ năng lên. Kiểu như vậy. Mình sẽ nâng cấp nhan lương thay thế cho Trúc Dung. Công tôn toản là cung binh. Cung binh thì mình sẽ lấy Lưu Thiện đi. Đấy, cùng tướng Thục. Tức là game này nó cũng chia ra các cái phe như kiểu là Ngụy Thục Ngô ấy. Chắc là có cả quần nữa. Đấy, thì mình sẽ nâng cấp tướng lên thôi. Đấy, nâng cấp Lưu Bị này, tăng cấp. Nâng cấp Đại Kiều rồi tiến bậc. Đấy, anh em này nâng cấp lên nhá. Tối đa anh em có 6 tướng ra trận mà anh em cứ thoải mái thôi. Rồi chúng ta tướng Tanh Cơ thì mình sẽ có Hoàng Cái. Hoàng Cái là đây, mình sẽ rất là nhiều tướng. Lưu Biểu này. Đấy, chơi cả Lưu Biểu đi. Đấy. Rồi kỹ năng này anh em phải tăng cấp kỹ năng. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có thêm ai nữa nhỉ? Cái bộ tướng này thì tùy anh em thôi nhá. Điền Phong đi. Đấy. Cái này thì phải tìm hiểu anh em ạ. Phải tìm hiểu và xây dựng đội hình sao cho nó phù hợp nhất đấy. Đây, các bạn vào phần tổ đội này, tiếp tục xếp trận, gỡ nhanh. Ở đây mình có xây dựng đội hình tiếp theo này. Đó, các bạn có thể xây dựng nhiều đội hình nhá, không nhất thiết là phải một đội hình đâu. Và sau này có thể cắt cử các đội hình đi chiến đấu. Đây, chúng ta sẽ vào chiến đấu này. Làm sao để chỉnh đội hình nhỉ? Ở đây nó đang là mặc định là đội hình thứ 2 à? Rồi chúng ta sẽ vào chiến đấu được rồi. Ồ, làm sao để chỉnh đội hình nhỉ? Mình cũng muốn cái đội hình đầu tiên ấy. À đây đây đây, được rồi. Đấy, chúng ta sẽ gỡ nhanh và bắt đầu chiến đấu này. Được rồi. À, hóa ra là như vậy. Đây, sẽ xem đội hình của mình chiến đấu nhá. Đấy. Anh em có thể quan sát, còn thực tế thì mình nghĩ là thường anh em sẽ bỏ qua nhanh để tiết kiệm thời gian ấy. Các bạn sẽ tập trung vào việc là nâng cấp tướng rồi xây dựng thành trì của mình hơn. Thật ra thì mình thấy là cái yếu tố thẻ tướng của game này nó vẫn trội hơn là cái yếu tố chiến thuật. Mình cảm thấy như là như vậy, không biết anh em thấy thế nào. Cảm giác của mình là như vậy. Đây, tiếp tục đi làm nhiệm vụ này, vượt pháo bản tiếp này. Đấy, các bạn thể bỏ qua nhanh nhé. Đấy, tiết kiệm thời gian rất là nhiều luôn. Và cố gắng được 3 sao để nhận thưởng hòm. Mà để được 3 sao thì chắc chắn là đội hình em sẽ phải rất là mạnh. Rồi, đấy, chúng ta tiếp tục nhận thưởng lên chương 6. Chúng ta sẽ có tính năng chinh chiến. À, trên trường chúng ta có diện võ trường này như kiểu là đánh PVP bảng xếp hạng đó. Các bạn thể khiêu chiến với người chơi khác, leo hạng lên. Mình cũng tiếp tục, thất bại này. Cay đây, đối thủ khỏe đây. Đấy, và các bạn sẽ có phần tiệm để đổi thưởng nhá. Và nhận thưởng mỗi ngày. Sau này thì chúng ta sẽ có các hoạt động như kiểu Yến Vân Thập Lục Châu này, Mã Đạp Thiên Hạ, Con Đường Tơ Lụa, Ải Trầm Tướng. Đây là phần chính chiến nhá. Phụ bản này, rồi sau này sẽ có cả chiến trường đấy. Sẽ có chiến trường. Đấy, nhìn chung là game chơi cũng khá là ok. Ok, như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái con game mobile nhập vai thẻ tướng chiến thuật có tên gọi là Chiến Vương Tam Quốc của nhà hàng Mi Game. Thì bạn nào mà quan tâm có thể tải game và chơi thử nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AFK Mobi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bí. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.